Đây, trước màn ảnh nhỏ của gia đình mình là chiếc xe Ford Everest Titanium màu đỏ ha. Xe thì đang có sẵn giao ngay, xe mới vừa về tới showroom luôn thì anh chị khách gia đình lập tức lên Sài Gòn lấy ngay. Lượng xe thì không có nhiều. Đó, giờ này là anh biết là xe có thì lên lập tức lấy ngay chiếc xe này luôn. Để anh lấy cho. Đẹp quá cả nhà ơi.